trích đoạn pháp thoại của trưởng lão Thích Thông Lạc. Nội dung thì sách Tấn sự tu hành, thầy giảng về khổ, về vô thường, về nhân quả. Còn bây giờ con về đây con thăm thầy lâu lắm. Lúc mà thầy ra Phước Hải, thầy xây dựng ngoài đó thì thường hay gặp con. Bây giờ con mới về nhưng cũng có cái duyên. Hôm nay con về là gặp thầy, thì bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Theo thầy thì có cái lời khuyên, hãy nỗ lực tu cứu lấy mình. Nếu không, như hồi nãy thầy nói, một thân con tạo ra nhiều nghiệp, có thiện có ác. Thiện thì sanh làm người, mà ác thì sanh làm chúng sanh. Một người con mà tạo cái nghiệp thiện nghiệp ác thì con phải sanh ra nhiều người nhiều vật, rồi nhiều người nhiều vật. Một mình con bây giờ khổ có một, nhưng khi mà con chết khổ nhiều người lắm con, do cái nghiệp của con và những loài vật khổ. Con già khổ, con cứ nhìn đi, ở trên cái mặt nền nền nhà của chúng ta, một con kiến bò lăng xăng thì các con thấy không? Nó đi tìm thực phẩm đó con. Nếu nó tìm, nó chạy lăng xăng mà tìm không được á, thì đúng cái giờ nó đói, không có gì hết, nó sẽ chết. Cái loài vật con biết nó chết liên tục, khổ lắm mấy con. Con người thì chúng ta biết làm ra thực phẩm, chứ con vật không biết, chạy đi tìm. Tìm gặp thì kêu với nhau, nó cũng thảo ăn lắm, nó cũng tốt bụng lắm. Nó kêu với nhau mới đem rinh cái món vật đó đi về hang để dành ăn. Rồi ăn hết rồi, tuy ăn chưa hết chạy đi tìm. Đi tìm mà nếu không có thì chạy vào hang ăn cái đó mà sống thêm, rồi chạy đi tìm, chứ đâu có làm ra được. Cho nên chúng ta bố thí cho chúng mà gặp được một cục đường hoặc là gặp một miếng dầu, chúng mừng lắm. Chúng ăn rồi chạy về kêu những người khác, những con kiến khác đang đói mấy con. Các con không có cái đôi mắt tâm minh, các con không nhìn được cái sự đau khổ của chúng sanh trong khi cơn đói. Các con cứ nghĩ các con đói, các con khổ lắm. Cho nên khi mà xét như vậy, mà nếu mà mình chết đi, cái nghiệp của mình sanh ra những cái con kiến, con trùng như vậy, thì mấy con nghĩ sao? Một cơn mưa làm sao con kiến nó biết được mà nó làm nhà làm cửa nó núp con? Mưa gió bao giờ tạt nó, nước nó lôi nó ra, nó chết đuối không biết bao nhiêu. Mai gặp thầy thì thầy còn vớt lên được một hai con, mà không gặp thì chịu chết. Con thấy có bao giờ chúng ta bị ngọt chết núi một lần không mấy con? Khổ lắm mấy con. Thật sự chúng ta chưa chết đuối, nhưng mà chúng ta thấy những con kiến mà bơi trên nước cố gắng để mà vươn lên thì sống, rất là khổ. Một người sắp chết đuối mà được chúng ta nhảy xuống cứu họ, họ mừng lắm con. Thấy cái người đó đưa cái cây mà họ ráng họ giới nắm cái cây để chúng ta lôi vào, họ rất mừng. Họ sắp chết cho nên được cứu sống, họ mừng. Cho nên ở đây chúng ta biết cảm nhận điều đó, cho nên chúng ta phải ráng tu tu để chấm dứt bao nhiêu cái khổ, bao nhiêu người khổ kế tiếp chúng ta, bao nhiêu người khác khổ chứ không phải riêng chúng ta. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy mọi người bây giờ mấy con ngồi trước mặt này, đó là những người trong nghiệp sinh ra. Thì trong nghiệp sinh ra thì các con đều khổ hết, chứ có người nào không khổ. Nếu mà các con thấy mình khổ mình mới lo, còn người khác khổ thì kệ, không ngờ đó cũng là anh em trong nghiệp mà ra, cũng chính cái nghiệp của mình mà ra họ chứ ai. Các con hiểu chưa? Cho nên phải ráng tu không? Tuổi đời cũng không còn bao lâu nữa rồi, phải ráng, thời gian ngắn lắm. Thầy làm chủ được, còn mấy con có làm chủ được không? Thầy thoát khỏi sự tái sanh luân hồi, mấy con thoát khỏi được không? Mà mấy con không tu rồi ai tu cho mấy con đây? Phật không làm được giúp đỡ cho mấy con, mà thầy cũng không giúp đỡ, mà chính thầy là người dạy mấy con, mà mấy con không làm, mấy con không tu là mấy con phải chịu lấy. Cho nên ngày mai là cái khóa bắt đầu dạy mấy con làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi. Nếu mấy con tu chơi chơi thì mấy con ở lại, mấy con lên lớp không được. Và người nào tu siêng năng họ sẽ lên lớp, và tới cuối cùng họ sẽ chứng đạt được sự giải thoát đó. Thầy sẽ dẫn dắt họ để bảo đảm rằng thầy sẽ có những người tu chứng đàng hoàng, chứ không phải nói đùa được. Thầy sẽ dạy mấy con cặn kẽ và kỹ lưỡng hẳn hoài. Người nào tu được được, mà không được thì mấy con ở lại và mấy con phải bỏ cuộc mà thôi. Đó là cái quyết định của thầy. Đào tạo là phải đào tạo cho tới nơi tới chốn, tạo con người tu hẳn hoài. Cũng như thầy viết sách
phải viết sách, phải nói thẳng, nói thật, nói mạnh, không dung nhượng ai. Còn dạy thì phải dạy, phải đào tạo cho được, chứ không phải là dạy để cho người ta tu được cũng được. Mặc từ lâu tới giờ thầy bận, thầy đó viết sách, cho nên thầy hiện giờ thầy cũng bận, nhưng mà thầy thấy rằng cái thời gian mấy con tu như vậy không bao giờ đạt được. Thầy thử hỏi mấy con như thế này mấy con biết không? Thầy hỏi thân mấy con vô thường, mấy con nói cho thầy nghe hết sự vô thường của thân mấy con đi. Mấy con nói hai ba cái mấy con hết rồi, không biết đâu nữa nè. Như vậy mấy con có thấm nhuần được cái lý vô thường của thân mấy con chưa? Rồi thầy nói vạn pháp, cây cỏ nhà cửa và mọi người, mọi vật xung quanh chúng ta là vô thường, mấy con nói cho thầy nghe sự vô thường của nó đi. Mấy con nói hết chưa? Chưa. Thầy nói thời tiết vô thường, mấy con nói thời tiết vô thường cho thầy nghe đi. Như vậy là rõ ràng mấy con chưa thâm hiểu, chưa thâm hiểu đâu. Cho nên xét lại mấy con biết lam nham chưa thâm. Mấy con nói sơ sơ chứ chưa nói hết được cái điều mấy con hiểu. Cho nên buộc lòng thầy phải dạy cho mấy con hiểu, rồi mấy con phải thấm nhuần cái hiểu đó, để cái lý đó nó sẽ nằm ở trong đầu của mấy con. Cho nên vì vậy mà có ác pháp đến tác động mấy con, làm mấy con thấy các pháp vô thường. Có vật gì của con đâu mà mình chấp dính nó làm gì đây? Mỗi lần có chuyện gì thì thấy buồn, thấy khổ, thấy rầu, thấy lo. Cái gì của mình mà rầu, cái gì của các con đâu mà lo? Toàn là của nhân quả chứ đâu phải là của mấy con. Tại sao mấy con lại dính mắc như vậy? Nếu mà không thấm nhuần, không rõ được, thấu suốt thì mấy con muôn đời mấy con không xả được cái thân của mấy con, không xả được cái nghiệp của mấy con, thì mấy con làm sao vậy con? Cho nên cái lớp này là lớp quyết định. Người nào tu được là xả được, mà người nào tu không được là xả không được, mà xả được là người đó a la hết khổ. Một cuộc đời mà có một cái lớp học như vậy, có một cái sự đào tạo rèn luyện như vậy thì mấy con sẽ đạt được. Tại sao mà phải đào tạo rèn luyện? Một ông thầy giáo cho một cái bài luận, cho cái đề tài luận thì mấy con phải làm bài nộp cho ông thầy giáo. Ông thầy giáo ông phải chấm bài mấy con. Bài hay thì ông chấm mấy con hay, mà bài dở thì con phải ở lại, không có thể nào lên lớp được, có phải không mấy con thấy? Thì đào tạo của Phật giáo cũng vậy, nói định vô lậu, không để mấy con quán có được chút nào hay chút nấy không. Bây giờ bắt buộc mấy con phải làm, thầy kiểm điểm lại coi cái sự hiểu biết của mấy con có đến cái mức độ đúng không, hay là sai, hay là lạc đề. Mà mấy con không chịu làm bài thì mấy con cứ ra khỏi cái lớp học này đi, chứ không có mấy con tu hay học gì được hết. Buộc lòng mấy con phải tu chứ, chứ đâu phải tự mấy con tu được. Đầu óc mấy con có hiểu gì gì các pháp vô thường, làm sao mấy con hiểu được? Như nãy giờ nhân quả thầy nói một người làm sao mà sanh ra nhiều người nhiều vật, mấy con hiểu được không? Mấy con cứ tưởng tượng ở trong đầu mấy con là chết là mình sanh ra, nếu ấy mình sanh ra người, còn không thì mình sanh ra con vật, con thú nào đó thôi. Vừa điều đó mấy con nghĩ là mấy con có một, chứ đâu phải mấy con. Bởi vì các pháp duyên hợp trùng trùng, nó tương ưng là nó phải trùng trùng. Một hành động làm ác của mấy con mà nó tương ưng thì nó phải sinh ra biết bao nhiêu cái ác đó không? Bao nhiêu người để thọ lấy cái quả khổ đó không? Ghê gớm lắm. Cho nên vì vậy mà cái đôi mắt tam minh, đôi mắt trí tuệ của một bậc tu chứng, người ta nhìn suốt cái nhân quả, người ta quá sợ hãi. Bởi vì con người quá khổ, mà không tu thì ai tu cho mấy con đây? Cho nên sáng nó con có duyên gặp thầy từ lúc mà thầy đi ra Phước Hà, thầy còn khỏe mạnh, bây giờ thầy già, nhưng có duyên còn gặp lại, mà không tu ai tu cho con đây? Vợ con cũng không giúp con được đâu, con chết là con phải chịu lấy nghiệp của mình. Đến đây thầy chỉ khuyên con như vậy thôi. Và thầy sẽ gửi cho con cuốn Thọ Tam Quy Ngũ Giới. Con sẽ về đọc để mà mình nương đúng Phật Pháp để mình tu thử. Đó con. Thầy, từ hôm nay thì nương theo Phật Phật trở lại, nương theo thành thân một thầy. Con xin phát nguyện nương theo thầy để tu học cho đến mất rồi đau con, thì tôi con chừng nào thì bà thầy có một chuyện việc. À, thầy dạy thì phải học thầy, tu thì phải tới. Thầy cho con xin vậy. Ừ. Còn mà không chịu học, không chịu tu thì không tới. Có vậy thôi. Rồi còn con sao đây? Nay thầy mới gặp con, phải đi về tu cho dữ với nhau không? Rồi con đưa đây thầy. Rồi con thầy cho con cuốn sách này. Đó, thật sự ra thì thầy nói như thế này. Nãy giờ á thì thầy đang soạn thảo cái phương án cho cái trung tâm an dưỡng từ thiện chân lạc. Bởi vì ở Hà Nội á thì có một cái công ty, cái ông giám đốc đó ổng gọi điện thoại thầy một hôm. Ổng xin thầy phát ngay cho ổng cái phương án thành lập cái trung tâm an dưỡng. Ổng đứng trên công ty, ổng sẽ xin thành lập cái trung tâm an dưỡng ở Hà Nội.
Nghĩa là ông này chắc có vốn rồi. À, do đó thì trước khi mà thành lập cái trung tâm an dưỡng á, thì ít ra chúng ta phải có cái tài khoản. Nhưng mà cái người này họ có cái tài khoản, có thể họ xin phép là bằng chứng họ có cái tài khoản làm công việc đó, à, giúp cho thầy. Thì do đó thì thầy sẽ soạn thảo cái phương án. Trước kia thì cái phương án đó thầy đã soạn thảo để mà thành lập cái trung tâm an dưỡng từ thiện Chân Lạc lúc mà thầy đi ra ngoài đó rồi. Nhưng mà cái thời điểm đó thì cái phương án nó hiện giờ nó có nhiều cái đoạn thì nó không có phù hợp như hiện giờ. Còn bây giờ thầy phải soạn thảo lại cho phù hợp trong cái thời điểm này. Cho nên cái phương án bắt đầu thầy soạn thảo lại cho nó đúng rồi thầy gửi, thầy phát ra Hà Nội. Nghĩa là gửi nó còn đi lâu, cho nên ở ngoài đó muốn thầy phát ngay liền, nghĩa là xong rồi thầy chỉ đưa lên máy vi tính, thầy đánh xong rồi thầy mới đưa cái tài liệu đó vô cái máy phát. Cái máy phát đó nó sẽ, nó ở ngoài kia người ta cái máy phát ở ngoài kia, ở trong này bấm cái số đó thì ở ngoài kia nó sẽ phát cái tài liệu của thầy, cũng như nó photo nó đi ra ngoài đó, nhưng mà nó photo ở ngoài đó, nhưng mà cái chữ ở trên này nó chỉ ở trên cái máy này, nó truyền ra ngoài đó, ở ngoài đó họ phát, họ lấy cái tài liệu ngay cấp tốc để họ đưa đi ra, họ xin phép. Đó là họ muốn nhanh, cho nên họ dặn thầy là ngay đó là phát liền cho họ. Cho nên thầy đang làm công việc này mà vì mấy con xin thầy quý y và mấy con gặp thầy mà thầy không nỡ bỏ mấy con. Chứ thời gian của thầy hiện giờ làm việc rất là nhiều, không có thể. Hiện giờ thầy con đang soạn thảo một cái bức tâm thư để gửi các cái hội từ thiện ở trong nước cũng như ngoại quốc, phải xây dựng cái hội như thế nào. Trước kia thầy chỉ gọi họ, gợi ý họ thành lập cái hội từ thiện, nhưng họ chưa biết cách, cho nên họ làm sai. Sau khi cái bức thư mà gửi rồi thì thầy thấy những điều đó họ hiểu chưa đúng, thầy sẽ gợi ý cho họ thêm về cách thức lập thành hội từ thiện để hỗ trợ, để bảo trợ cho cái trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời. Đó là cách thức làm. À, bây giờ thầy phải soạn thảo bức thư, thầy nói cách thức phải làm sao cái hội từ thiện, sao như thế nào để chúng ta có được một cái tài khoản để chúng ta thành lập cái trung tâm an dưỡng, đem lại cái sự an dưỡng cho mọi người về tinh thần và vật chất. À, cho nên thầy cũng đang làm công việc rất nhiều, là gì phải soạn thảo thơ, rồi đánh vi tính, rồi in ra, rồi mới gửi đi. Rồi cái phương án thì cũng phải làm, có hiểu không? Cho nên vì vậy đó, rồi nhiều cái bức thư mà thầy trả lời cho những người Phật tử, họ đang đọc cái bức tâm thư của thầy vừa rồi đó, họ có những cái hiểu lệch, thầy muốn chỉnh lại cái hiểu lệch đó cho đúng. Cho nên vì vậy đó thì thầy còn công việc rất nhiều. Cho nên mấy con ráng cố gắng, ngày mai thầy còn phải mở lớp nè, thầy còn phải giảng dạy nè, thầy còn phải sắp lớp nè. Rồi một tuần lễ sau mấy con gặp thầy kiểm điểm lại bài vở của mấy con, cách thức tu tập của mấy con nữa. Thì cho nên mấy con thấy thầy làm việc rất là nhiều, vừa làm việc ở trong nội viện của chúng ta mà vừa làm việc ở ngoại viện, đứng trên cái phương diện tổ chức nữa. À, mấy con thấy thầy làm việc nhiều như vậy đó thì mấy con biết là thầy phải là một sức thần rồi, chứ còn cái sức bình thường của con người thì làm không nổi đâu. À, cái đầu óc vừa làm mà đủ thứ mọi việc chứ không phải là một việc, mà còn viết sách, chứ không phải là không viết sách, còn chỉnh lại những cái kinh sách lại để cho nó có cái bộ sách mà dạy các con quay nghi tế hành. Tới đây thầy dạy cho các con từ cái ăn, cái uống, cái đi đứng của mấy con, chứ không phải là dạy cái kích thức để cho mấy con. Trong cái giờ mà dạy học, cái giờ mà quay nghi tế hạnh về cái ăn á, là mấy con khất thực, mấy con sẽ ngồi hai hàng đấy, thầy ngồi giữa, thầy ăn, thầy chỉ từng cái muỗng múc cơm bỏ vào miệng ăn nhai và tỉnh thức như thế nào, chứ không phải gấp cái lia lịa một trái chuối mấy con đừng có lột mà cắn ăn, mà mấy con phải lột xong trái chuối bỏ vào bát mấy con sẽ cắn, bởi vì ăn trong bát chứ không phải ăn ngoài bát. Thầy nói như thế này, các con thường ăn ngoài bát là vì mấy con lấy cái bánh các con bỏ trong miệng, các con nhai, các con ăn, đó là ăn ngoài bát. Còn thầy ăn trong bát, thầy lấy cái bánh thầy bỏ trong cái bát của thầy, thầy lấy cái muỗng thầy múc thầy ăn, thì đó là thầy ăn trong bát. Còn mấy con ăn ngoài bát cho nên nó không đúng cái hạnh. Các con nhớ các con có lỗi này không? Chắc chắn là người nào cũng lỗi rồi. Có cái bánh là lấy ăn rồi, chứ còn không có bỏ trong bát đâu, có phải không? Rõ mà. Cho nên ví dụ như cái trái chuối mấy con lấy lột cái cắn ăn, đó là cái ăn ngoài bát, ăn như đời, ăn như vậy xấu quá. Phải không? Không có quay nghi tế hạnh như vậy. Đó. Cho nên vì vậy đó thì những cái hành động mà học về đức hạnh thì nó rất cần thiết cho một con người có đạo đức. Đạo Phật dạy chúng ta giới luật tức là đức hạnh rất đầy đủ. Tại sao chúng ta từ cái ăn cái mặc mà chúng ta không học, thì học cái gì đây? Giờ những cái đó đều là dạy chúng ta tỉnh thức.
còn cầm cái bánh lấy bỏ miệng nhai, mấy con có tỉnh thức nổi không? Mấy con tỉnh thức có chút xíu. Còn bây giờ thầy bỏ cái miếng bánh vào cái bát của thầy, rồi thầy lần lượt lấy cái muỗng thầy múc, thầy để vào miệng. Cái hành động thầy làm như vậy đó, thầy tỉnh thức từng chút mấy con, rồi thầy nhai từng chút thầy ăn, thì thấy cái này, cái bánh này ngon, dở thầy biết, nhưng thầy nhắc tâm đừng tham đắm nó. Đó là dục, đó là ác pháp. Còn mấy con ăn cứ nuốt, ăn nghe ngon là nuốt nhiều thôi, chứ còn không có nhắc nó đây là tham đắm, đây là dục gì, mấy con có nhắc không? Quên hết đi chứ gì. Hồi đó quên, cứ ăn nuốt thôi, chứ ăn cho no bụng thôi, chứ mấy con có nhắc à? Nghe ăn ngon là nhắc, đây là dục, đây là tham đắm nè, coi chừng dính mắt, cái tâm phải cẩn thận nha. Nhắc gì nó có tham đắm được nữa không mấy con? Ăn phải tỉnh giác chứ. Đức Phật dạy mình ăn trong mê mờ sao, ăn trong tham đắm sao? Thầy sẽ dạy mấy quy nghi này để cho mấy con biết, có phải không? Nếu không dạy mấy con biết cái chỗ nào mấy con tu, tu là tu vậy chứ sao? Nếu mà không có thầy dạy thì mấy con sống theo cái kiểu nghiệp, nghiệp tham của mình. Ăn thì có tham, ăn thấy ngon cứ ăn lia lịa thôi, ăn hết rồi lại còn thèm nữa chứ, còn muốn ăn thêm, thì cái chuyện đó là cái chuyện của đời, của cái tâm tham sân si. Còn cái người đạo ăn cảnh giác lắm, nhắc nhở nghe ngon là nhắc liền, tâm tránh cái chỗ tham. Cái ngon này là cái năm dục trưởng dưỡng đây, mày phải tránh. Nhắc cái tâm mình vậy nó còn tham không mấy con? Còn mấy con ăn, mấy con cứ nuốt, mấy con nhắc là nó sẽ tham, nó tích lũy cái tâm tham. Bữa nay sao bữa nay cô Út không cho ăn cái thứ này nữa, nó thèm quá trời. Hai bữa nay trời đất ơi, sao cô Út không cho mình trái ớt ta, phải không? Tức là nó còn dục. Cho nên mình ăn trái ớt vô, mình ăn cơm mình thấy ngon, đây là dục. Ớt cay chứ, nhưng mà có người thiếu cay ăn không ngon chứ, chứ đâu phải không? Thầy nói thật mà mấy con. Cho nên khi mà nó ăn cái thấy nó ngon, miếng có miếng ớt vô cay ngon rồi, bắt đầu coi dừng dục á, mày cảnh giác, mai mốt không có ớt mày vẫn tự nhiên. Thì mai mốt các con ăn không có ớt mấy con ăn tự nhiên mấy con, chứ không nó nhắc ớt. Không, thầy nói mấy con đơn giản thôi, chứ không phải. Đó là cái tâm tham của mình, gọi là năm dục trưởng dưỡng. Khi nó tiếp xúc nhau thì coi chừng không cảnh giác nó là nó dục, nó tăng. Mà dục tăng làm sao mấy con hết khổ mấy con? Từng cái hành động chúng ta, từng cái, nhất là trên cái ăn cái ngủ, đều là cảnh giác nhắc hết, chứ không phải là tu tập. Cho nên cái lớp này là cái lớp thầy dạy mấy con, đạt được là được, mà chứng quả là hắn là chứng, mà không chứng quả thì mấy con thôi về cày ruộng đi, tu học cái gì vậy. Thôi con hiểu không? Còn cái sự mà tu tập về chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành, thầy sẽ cảnh giác mấy con tu tập, thầy sẽ sắp lớp mấy con được. Đó là thầy nói về cái sự quán, cái sự quay nghi tế hạnh, rồi còn cái khác nữa. Đó, cho nên bây giờ, thôi bây giờ mấy con nghỉ, thầy đi ra thầy làm công việc. Không, để rồi thầy còn nhiều công việc. Thầy nói để cho mấy con biết khởi sự. Con mặc cái áo vàng được không thầy? Cái áo cư chỉ mà áo màu vàng con mặc được. À, con cạo tóc thì mặc được như thường, không có sao. Nhưng mà mặc đồ vàng là cái sắc vàng là của Phật đó, là phải giữ gìn cho trọn vẹn đó, giữ được cho nghiêm chỉnh đó, chứ không lơ mơ là mình mang tội đó. Mang tội phỉ báng Phật, con hiểu không? À, mấy con cạo tóc thì mấy con mặc được hết. Bởi vì thí dụ như mấy con xích da rồi, mấy con cạo tóc là mấy con đắp y vàng hết, chứ đâu có mặc y đen y đỏ nữa đâu. Mà thầy ở đây là thầy muốn hóa giải cái tình trạng của đại thừa, cho nên thầy mặc như thế này. Chứ lẽ ra một người tu sĩ của đạo Phật là đắp y y vấn hết á. À, như mấy con mà xuất gia rồi là đứa nào cũng phải mặc y vấn hết á, chứ không phải. Rồi mấy con ra con, thầy còn tiếp tục làm việc nữa, thầy soạn thảo cái phương án cho nó xong. Rồi mấy con ra. Ngày mai rồi mấy con sẽ tập trung học tập hết, thầy dạy hết. Mấy con ra nghỉ đi con. Bữa nay chuẩn bị cái chưa? Ngày mai là dọn vô gấp giờ giấc phải nghiêm chỉnh á. Không có chuyện mà lơ mơ được nữa đâu. Bất kỳ ngày mai là tập trung hết, tu sĩ đều tập trung hết đến đây thầy dạy. Mà thầy chọn 20 người. Thầy đào tạo 20 người. Nếu mà người nào đức hạnh đàng hoàng mà tu tập tốt là thầy lấy mấy người đó mà làm cái 20 người. Còn bao nhiêu thì cho ngoại trú tu, để được không được cũng được, không sao hết. Cho ngoại trú. Rồi mấy con ra mấy con.